Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau. Tin cực dữ, Văn Toản dính chấn thương sau khi cản phá 11m trước Jordan. Thủ môn Nguyễn Văn Toản có pha cứu thua 11m ngoạn mục trước cầu thủ Jordan giúp đội tuyển Việt Nam hòa một đều trong trận giao hữu tối 31 tháng 5. Thủ môn đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng bước đi tập từ phòng thay đồ ra xe buýt đội tuyển. Văn Toàn gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân trái, anh phải chườm đá lạnh. Văn Toàn không gặp quá nhiều khó khăn khi di chuyển, có vẻ như thủ môn sinh năm 1999 chỉ bị căng cơ. Anh chơi xuất thần trong trận đấu với Jordan khi cứu thua một quả phạt đền. Theo huấn luyện viên Vitan Bokemans bên phía Jordan, họ được hưởng quả 11m trong hiệp 2, bóng chạm tay cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm địa, cầu thủ đội bạn đã sút không vào. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết Văn Toàn là thủ môn đã cản được pha bóng đó, người gác đền 22 tuổi vào sân trong hiệp 2 và có pha cản phá ngoạn mục giúp Việt Nam thoát thua. Jordan ghi bàn ở phút thứ 11 sau pha đá bóng phản công nhanh. Tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa ở phút thứ 25. Bàn thắng sau một cầu thủ Jordan đá phản lưới nhà. Cuối cùng là quả penalty hỏng của Jordan ở hiệp 2. Cả ba thủ môn của tuyển Việt Nam đều được sử dụng trong trận đấu này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn tiết lộ đội hình ra sân, danh sách thay người cũng như vị trí của từng cầu thủ. Thủ môn Bùi Tấn Trường được kỳ vọng là người thay Đặng Văn Lâm nhờ kinh nghiệm, trong khi đó Nguyễn Văn Hoàng được gọi vào phút chót đi UAE, cũng được vào sân thi đấu để thể hiện mình. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế duy nhất của tuyển Việt Nam trước chiến dịch này. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và thủ môn Nguyễn Thế Anh sẽ căn cứ vào màn thể hiện của cả ba để đưa ra lựa chọn của họ. Việc vắng thủ môn số 1 là thiệt thòi của đội tuyển, nhưng là cơ hội cho ba thủ môn còn lại tìm cơ hội. Vị trí người trong khung gỗ chắc chắn sẽ có chủ nhân mới trong thời gian tới. Tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi và thả lỏng trong ngày mùng 1 tháng 6 và trở lại tập luyện vào tối ngày mùng 2 tháng 6. Huấn luyện viên Jordan, chúng tôi xuất hỏng penalty trước Việt Nam. Ông Vitan Bokemans tiếc nuối khi không thể trả món nợ từng thua ở Asian Cup 2019 từ chấm 11 m trong trận giao hữu với Việt Nam vào tối ngày 31 tháng 5. Ông nói, Jordan đã phung phí nhiều cơ hội, chúng tôi thậm chí sút hỏng một quả phạt đền trong hiệp 2, bóng chạm tay một cầu thủ Việt Nam nhưng cầu thủ của tôi lại thực hiện không thành công. Chúng tôi chơi tốt trong hiệp 1 khi ghi bàn và tạo ra nhiều cơ hội. Việt Nam thay đổi trong hiệp 2 chơi tốt hơn, nhưng tôi cũng thay 6-7 cầu thủ vào nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trận đấu. Jordan ghi bàn ở phút thứ 11 sau pha phản công nhanh, Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 25, bàn thắng do một cầu thủ Jordan đá phản lưới nhà, cuối cùng là quả penalty hỏng của Jordan ở hiệp 2. Huấn luyện viên người Bỉ của tuyển Jordan cởi mở với phóng viên Jordan và Việt Nam sau trận đấu, ông cho rằng cơ hội giành chiến thắng của đội bóng cao hơn Việt Nam nếu cầu thủ tận dụng tốt các cơ hội tạo ra. Ông Bokemans nhận định: "Đây là trận đấu chất lượng của cả hai đội, tuyển Việt Nam có thể hài lòng với màn trình diễn này, kết quả không quá quan trọng vì đây chỉ là trận đấu giao hữu." Tôi cũng thấy vui vì Jordan đã có một trận đấu chất lượng trong ngày hôm nay. Cầu thủ của tôi đã chơi tốt từng phút khi có mặt trên sân. Đây là trận đấu hay dù Jordan sút hỏng penalty trước Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1963 cho biết ngày 1 tháng 6, Jordan sẽ bay sang Coes để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại ở bảng B, vòng loại thứ hai World Cup 2022. Họ đang có 10 điểm sau 5 trận, xếp thứ 3. Ông đánh giá cao các đối thủ trực tiếp sắp tới như chủ nhà Coes, đội có cùng 10 điểm nhưng hơn hiệu số. Australia dẫn đầu bảng với 12 điểm và vẫn thi đấu ít hơn một trận. Huấn luyện viên Park Hang-seo không trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Ông đã sử dụng 26 cầu thủ trong trận đấu này. Ba người không tham gia là Trần Minh Vương, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng. Tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi thả lỏng một ngày sau trận đấu và sẽ trở lại tập luyện vào ngày 2 tháng 6. Văn hậu bỗng dưng sáng cửa thi đấu khiến fan Indonesia sốt ruột. Văn hậu vào sân thi đấu là một trong những tin sốt dẻo khi tuyển Việt Nam không ghi bàn nào vẫn hòa chóc đan một đều, khiến cổ động viên Indonesia một lần nữa sốt ruột. Không chỉ khiến Jordan không thể đòi món nợ ở Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã trở thành kẻ lạ ở Đông Nam Á, không thắng không thua, khiến các đối thủ mờ mịt phỏng đoán, nhất là Indonesia về thông tin của Văn Hậu. Trong loạt trận giao hữu trước khi bước vào giai đoạn nước rút của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ngoại trừ UAE thắng lợi thì hầu hết các đội tuyển còn lại như Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều thua, duy nhất chỉ có tuyển Việt Nam là hòa. Thái Lan thua Oman, Uzbekistan và hòa Tajikistan hai đều Chính xác là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã không ghi bàn thắng nào nhưng có trận hòa một đều trước Jordan. Đội bóng Tây Á là người ghi bàn trước từ khá sớm ở phút thứ 11 sau một pha phản công nhanh trước khi tự bắn vào chân bằng tình huống đá phản lưới nhà ở phút thứ 25. Đến phút thứ 60, Jordan được hưởng quả 11 mét khi một cầu thủ Việt Nam để bóng chạm tay trong khu cấm địa nhưng Văn Toản đã đẩy thành công. Kết quả hòa một đều khiến tuyển Việt Nam trở nên khó đoán định trong mắt các đối thủ. Đây là trận đấu không bị giới hạn số lần thay người nên cả Việt Nam và Jordan đều đang có hy vọng đi tiếp vào vòng 3, cùng tận dụng trận đấu giao hữu quý giá để thử nghiệm và thậm chí là tung hỏa mù cho các đối thủ quan tâm. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung hết 25 cầu thủ vào sân để thử lửa, chỉ giữ lại trên băng ghế dự bị ba cầu thủ là Minh Vương, Duy Mạnh, Đình Trọng vừa bình phục chấn thương và chỉ mới có một buổi tập cùng đội. Trong một số hình ảnh ít ỏi được công bố, trận này Việt Nam và Jordan đều thống nhất đá kín, không cho truyền thông vào tác nghiệp. Chúng ta có thể thấy Hoàng Đức sau khi lành chấn thương cũng vào sân, tương tự là Văn Toàn khá nỗ lực trên hàng công. Siêu nhân Trọng Hoàng có thể vào sân để đối mặt với đối thủ rất mạnh về thể lực là Jordan cũng tạo niềm tin cho cổ động viên rằng anh sẵn sàng ra cố cánh trái trận gặp Malaysia khi đã mãn hạn treo giò. Tin vui nhất cho các cổ động viên của Văn hậu là chàng hậu vệ trái của chúng ta đã vào sân thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam. Điều này khiến cánh trái trở nên phong phú với Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Hậu. Hình ảnh văn hậu thi đấu trước Jordan chắc chắn sẽ khiến Indonesia rất sốt ruột. Thậm chí có tờ báo Indonesia từng khẳng định rằng hai cái tên nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam chính là huấn luyện viên Park Hang-seo và đoàn văn hậu. Và tất nhiên là những cổ động viên máu lửa của xứ sở vạn đảo vẫn chưa quên trận thua chung kết SEA Games 2019, nơi văn hậu trở nên đáng ghét khi làm chấn thương ngôi sao sáng nhất của họ là Evan Dimas, điều mà người Indo tin đã tạo ra sự khác biệt lớn giữa hai đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo có tung Đoàn Văn Hậu ra sân trong những trận thực chiến cùng tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 hay không thì vẫn đang chờ được quyết định. Nhưng có một điều chắc chắn là trận gặp Jordan đã thắp sáng hy vọng chàng hậu vệ mạnh mẽ này sớm trở lại thi đấu. Tuyển Thái Lan tổn thất lực lượng trước trận gặp Indonesia. Voi Chiến có thêm hai cầu thủ dính chấn thương sau ba trận giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2022. Theo Siam Sport. Tanabun Kerasat đã chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở cuộc đối đầu tuyển Indonesia. Bên cạnh đó, Goragut Namvek nhiều khả năng bỏ lỡ trận mở màn của tuyển Thái Lan trên đất UAE với chấn thương đầu gối. So với Tanabun, mức độ chấn thương của Goragut nghiêm trọng hơn. Goragut dính chấn thương trong thất bại 1-4 của tuyển Thái Lan trước Uzbekistan. Cả Tanabun và Goragut đều là những trung vệ, trong đó Tanabun là cầu thủ quan trọng của huấn luyện viên Akira Nishino. Ở vòng loại World Cup 2022, anh có mặt trong hai trận đấu của Thái Lan trước tuyển Việt Nam và UAE. Tanabun đã có 51 lần ra sân cho tuyển Thái Lan, anh sở hữu thể hình khá tốt với chiều cao 1m82. Ngoài vị trí trung vệ, Tanabun còn đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự. Tanabun từng giành hai tấm huy chương vàng SEA Games và hai chức vô địch AFF Cup. Trong khi đó, Waragut chưa có nhiều lần thi đấu quốc tế, anh mới có một lần khoác áo tuyển quốc gia Thái Lan. Những chấn thương này sẽ khiến huấn luyện viên Nishino phải lo lắng. Sau 3 trận giao hữu, chiến lược sang người Nhật Bản thừa nhận các cầu thủ tuyển Thái Lan chưa đạt thể trạng tốt nhất, đây là nguyên nhân có thể gây ra chấn thương. Tuyển Thái Lan không thể có lực lượng mạnh nhất khi vắng các trụ cột là Therathon Bulmathan, Chanathip Songkrasin và Terasin Dangda, vì vậy việc giữ cho các cầu thủ không dính thêm chấn thương cũng là yếu tố quan trọng. Hiện tại voi chiến đứng thứ 3 bảng G với 8 điểm sau 11 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Đối thủ đầu tiên của họ trên đất UAE là tuyển Indonesia. Trận đấu này diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 3 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Hai Long là cầu thủ tuyệt vời. Cầu thủ Huỳnh Công đến ở U22 Việt Nam nhận xét tiền vệ Nguyễn Hai Long có lối chơi tuyệt vời và để lại nhiều ấn tượng. Huỳnh Công đến chia sẻ trong buổi phỏng vấn chiều ngày 31 tháng 5. Ở U22 Việt Nam tôi ấn tượng nhất là Hai Long, anh ấy là mẫu cầu thủ có lối chơi tuyệt vời, những pha thoát pressing của anh ấy thực sự rất ấn tượng. Ở đội tuyển Việt Nam tôi cũng rất thích theo dõi anh Tuấn Anh thi đấu. Trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bổ sung tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Quảng Ninh từ U22 Việt Nam, cùng Thanh Bình, Hai Long là cái tên trẻ nhất ở đội tuyển sinh năm 2000. Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung từ ngày 10 tháng 5 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau 20 ngày tập luyện, công đến cho rằng cá nhân anh có sự phát triển rõ rệt về thể lực cũng như tư duy chơi bóng. Công đến cho biết, ở U22 Việt Nam, các bài tập khác biệt nhiều so với câu lạc bộ. Thầy Kim, huấn luyện viên Kim Han Jun chỉ dạy nhiều về cách di chuyển không bóng và chạy chỗ. Cũng theo tiền vệ này, nắng nóng cùng việc tập trung khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp là những khó khăn mà anh và đồng đội phải đối mặt. Thời tiết nắng gắt khiến cho việc tập luyện rất vất vả, tuy nhiên anh em trong đội cũng cố gắng và vượt qua để hoàn thành các yêu cầu từ ban huấn luyện. Đó là chia sẻ của cầu thủ Câu lạc bộ Đà Nẵng. Huỳnh Công đến từng gây ấn tượng ở các giải đấu trẻ cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này từng được so sánh với Quang Hải, tuy nhiên anh trải qua thời gian dài chững lại về chuyên môn. Theo cầu thủ sinh năm 2001 chia sẻ, chấn thương là nguyên nhân chính, anh nói: khi tôi bị chấn thương cổ chân và cần 3 tháng để hồi phục, có những lúc bản thân rất chán nản. May mắn là các huấn luyện viên và bác sĩ đã ở bên cạnh giúp đỡ và động viên để tôi bình phục và có thêm động lực để quay trở lại. Về việc so sánh với Quang Hải, công đến nêu quan điểm. Tôi không bao giờ nghĩ hay quan tâm tới việc so sánh với Quang Hải. Anh ấy khác, tôi khác. Bản thân tôi chỉ mong trong tương lai sẽ có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam như anh ấy hiện tại. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện đến ngày 6 tháng 6. Đây là đợt tập trung nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 cũng như vòng loại U23 châu Á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.